chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Vlog Miền Núi. Trong hành trình khám phá của em ngày hôm nay là em sẽ đi bẫy cá các bạn ơi. Còn hành trình bẫy cá thế nào thì mời tất cả mọi người cùng theo chân em đi vào rừng để làm những cái rổ cá để chuẩn bị đi bẫy cá các bạn nha. Em sẽ quay cho các bạn xem con suối mà hôm nay em sẽ đi bẫy cá nha. Và đây là con suối hôm nay em sẽ đi bẫy cá các bạn nha. Con suối này ở trên miền núi này thì khá là dốc các bạn. Có những cái tháp nước đi bẫy cá thì rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo chân em đi vào rừng để chuẩn bị làm những cái bẫy, những cái rổ cá để chuẩn bị đi bẫy cá nha. À, đây là con đường đi vào trong rừng này. Đấy, hiện tại thì em đang có mặt ở trong rừng rồi. Sẽ đi tìm kiếm những cái cây vầu, chặt mấy cây vầu để làm những cái rổ cá các bạn ạ. Bẫy cá ở trên miền núi này không cần dùng lưới đâu. Chúng ta chỉ làm những cái rổ cá thì nó cũng rất là hiệu quả rồi. Sẽ tìm kiếm những cái khu nào mà có những cái cây vầu nó to một chút để chặt và làm những cái rổ cá cho bạn xem nhá. Quá trình làm rổ cá như thế nào. Thank you.
các bạn, và bây giờ thì em cũng đã gần xong cái rổ này rồi các bạn này. Đấy, khá là to luôn. Cái này đựng cả người luôn cũng được các bạn ạ. Một quá trình làm khá là lâu. Em sẽ cố gắng làm thêm hai cái nữa các bạn nhá. Cái này thì cũng đã hoàn thiện rồi. Sau một quá trình làm thì em cũng làm được hai cái rồi các bạn này. Làm được hai cái rổ bẫy cá. Và bây giờ em sẽ tiến hành đi xuống con suối, cái khe suối kia để chuẩn bị đặt hai cái bẫy này nhá. Hôm nay thì một mình đi nên là làm khá là chậm, làm được có mấy hai cái thôi. Nhưng mà hai cái này thì cũng rất hy vọng là ngày mai, trong vòng ngày mai thì nó sẽ bẫy được nhiều cá. Mời mọi người theo dõi chân em đi xuống con suối để bẫy cá nhá. Giờ thì em cũng đã về đến con suối này rồi các bạn ạ. Đây em mang hai cái rổ cá của em đây các bạn ơi. Đấy. Bây giờ em sẽ đi tìm một cái chỗ nào để nó cứ dốc một chút, nó phải có một chút thác nước thì mới đặt được các bạn ạ. Em sẽ mang một cái để đi đặt trên kia nha các bạn nhá. Đi đặt ở trên kia. Khu này thì con suối rất là nhiều đá. Tức là còn cá nữa hay không nữa các bạn. Thì em sẽ mang một cái lên trên kia nhá. Em sẽ lấy cái này đi. Lấy một cái để đi lên trên kia. Khá là nặng các bạn ạ. Toàn đá là đá thôi. Ôi trời ơi, ồn lắm mọi người ạ. Ở đây thì không biết là nên đặt ở chỗ nào đây. Đây là cái bẫy đầu tiên của em này các bạn này. Đấy, em đặt ngay cái chỗ nước đang chảy này này. Chúng ta phải đặt cái chỗ nào mà nước chảy xiết nhất thì mới tóm được cá. Cá nó mới không bơi được lên các bạn ạ. Các bạn mà đặt những cái chỗ mà nước đọng đọng này thì cá nó sẽ bơi ra và nó sẽ nhảy ra ngoài hết. Bây giờ em sẽ đi bẫy cái bẫy thứ hai nhá. Đi đặt lại cái bẫy thứ hai nhá các bạn nhá. Cái bẫy thứ hai chắc là em phải đi sang một đoạn khá là dài nữa thì khu này nó không còn cái thác nước nào nữa rồi. Đã đến được cái địa điểm thứ hai rồi các bạn. Sẽ đặt một cái đây nữa nha. Đây này. Đặt một cái đây nha. Thank you.
sau một quá trình đặt thì bây giờ cũng đã đặt được rồi. Đây này, đặt khá là đơn giản nữa các bạn ạ. Đấy, cái này thì cá sẽ chui vào trong cái đoạn này các bạn này. Cá sẽ chui vào trong cái đoạn nhỏ nhỏ này. Cái đoạn là bây giờ nước đang chảy ra đó. Đấy, cá chui vào đây thì cá sẽ không ra được nữa. Còn cái đoạn trên này thì không quan trọng các bạn nhá. Cá lao từ trên kia xuống thì cá sẽ không đi được đâu hết. Cá chỉ đi thẳng xuống dưới cái đáy thôi các bạn ạ. Hôm nay thì em cũng dành dụ được một ít thời gian để đi bẫy cá. Hy vọng là kết quả của ngày mai thì sẽ thật xứng đáng với cái công em bỏ ra hôm nay. Con chuối này thì mùa này nó khá là nhỏ thôi các bạn ạ. Bây giờ em cũng đã đặt xong 2 kỳ bẫy rồi. Em cũng đã đặt xong 2 kỳ rổ cá rồi. Bây giờ em chuẩn bị đồ đạc để đi về đây các bạn ơi. Đây là một con dao này, một cái ba lô nữa. Khá là nhiều đồ các bạn ạ. Đấy. Và ngày mai thì em sẽ qua lại đây để thăm 2 cái bẫy cá, xem có dính được con cá nào hay không nhá. Các bạn xem video đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo em đi kiểm tra bẫy cá nhá. Còn bây giờ xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào video tiếp theo nhá. Bye bye.